28. Anacon. Cô sao bọn? Anh hy vọng thứ này sẽ bù đắp được chút gì đó cho những đau khổ mà em phải chịu. Bần tăng nhất định sẽ không để cho bất cứ ai làm ăn ở trên đất của chùa được đâu. Tôi thường nghe rất nhiều tin tức về việc chùa bị cháy. Sư thầy hãy cẩn thận. Đi đâu vậy? Cô em xinh đẹp sa mỏn. Nhiều chuyện. Tôi muốn đi đâu liên quan gì tới anh hả? Lại đi tìm tên điều dưỡng đó nữa hay sao? Sao anh lại biết chuyện này? Có chuyện gì mà tôi không biết chứ? Đặc biệt là chuyện con sa mỏn đây, tôi còn biết nhiều hơn nữa kìa. Tôi biết sa mỏn thích kiểu nào nhất. Biết đâu chúng ta thích cùng một kiểu thì sao chứ? Anh biến đi. Hạng người như anh chỉ đáng xách dép cho tôi thôi. Em thực sự có muốn thử một chút sao? Đảm bảo nếu như nếm thử rồi thì anh chắc chắn sẽ làm cho em hài lòng. Ngày mai vẫn ở chỗ cũ nha. Nghiện anh rồi có đúng không? Anh đừng có mà tưởng bở như vậy. Chỉ là còn hơn là đi ra ngoài. Vậy để ngày mai anh sắp xếp tốt hơn một chút, để em sa mỏn đây không quên được anh. Đi đâu về vậy? Chị có hỏi vậy sao giật mình? Anh đi đâu về? Nói đi. Đâu có. Trời nóng quá anh không ngủ được thôi, nên là anh mới ra ngoài đi dạo một chút xíu. Anh buồn ngủ rồi, mình đi ngủ đi nha.
con cái chết tiệt. Mẹ, tại sao mày làm như vậy hả? Tại sao mày lại làm vậy? Hả? Tao dạy mày như thế nào? Sao mày làm vậy chứ? Sao mày có thể làm vậy với tao hả? Mẹ đừng làm như con vậy mà. Con này, con khốn mẹ làm vậy đau con mày lắm. Mày dám làm vậy với mẹ mày sao? Mẹ, mày có biết nó là ai không hả? Mẹ có chuyện gì vậy hả? Mày mà biết đau sao? Sao mày lại đánh con chứ? Tao còn đau hơn mày đây nè. Cái gì tại vậy? Tại sao lại là nó? Tại cái sao hả? Mày làm sao mỏn đau nói rồi? Cho tao nghe. Tại sao lại là nó? Trên đời này hết đàn ông hay sao hả? Tại sao mày lại khốn nạn như vậy chứ? Hả? Mẹ ơi, mày làm vậy là vậy? Mày giết tao rồi nó đó biết không? Một khốn nạn. Mày đừng có làm vậy mà. Mày đừng có giả vờ là không biết. Tao nuôi mày từ nhỏ. Đừng nghĩ là tao không biết mày là người như thế nào. Mày đi cùng ai? Tao không bao giờ hỏi, không bao giờ cấm. Tại sao lại là thằng khá non? Tại sao mày lại lẳng lơ như vậy? Mẹ à. Trời mẹ ơi. Con với cái. Sao mày làm như vậy hả? Cưng mày má. Nói đi. Mẹ hả? Xa bỏ hết. Mày có biết mày làm như vậy? Mẹ đủ rồi. Là tao đau lắm không? Mẹ đang nói gì vậy? Sao mỗi nghe không hiểu? Mẹ xin. Mẹ xin con. Mẹ bị sao nữa vậy? Sao mỗi không hiểu? Đừng nói là mẹ bị ma nhập rồi nha. Mẹ có cần sao mỗi gọi thầy cúng tới hay không? Hả? Để cho mẹ khỏi bệnh luôn. Tao là mẹ của mày đó. Đúng. Mẹ là mẹ, nhưng lại là một người mẹ điên. Mẹ bị thần kinh đó, là bị điên đó. Đang yên đang lành chửi xấu con. Đúng là khó chịu mà. Mọi người nhanh tay lên đi. Bao nhiêu là việc đi nè. Nè, lễ đến hôn của tôi và Ná Khôn, cô chuẩn bị đồ ăn thức uống và đừng có để sơ suất gì dù chỉ một chút đó biết chưa. Đừng có để tôi và hôn phu của tôi bị mất mặt đó. Hiểu hay không vậy? Được. Nếu không cần thiết thì đừng có ló mặt ra hoặc là bén mảng tới nhà vì tôi không có mời cô. Cô đã hiểu hay chưa? Mudda là cháu của mẹ. Mẹ sẽ mời nó tham gia tiệc. Con đừng chấp con xa mỏi làm gì nha. Cô Sa Mỏn. Con. Nè. Cô Sa Mỏn à, cô đến tận đây tìm tôi. Có việc gì cần tôi giúp hay sao? Anh Nát Khôn đừng có nói những lời như vậy mà. Lẽ nào có việc em mới tới tìm hôn phu của mình hay sao chứ? Không phải như vậy đâu. Ý của tôi là cô Sa Mỏn có việc gì phiền lòng cần tôi giúp đỡ hay là không đó mà. Dạ có đó. Chuyện là Sa Mỏn muốn tới đây rủ anh Nát Khôn đi thử lễ phục mà mình đặt may á. Tôi như thế nào cũng được hết, không sao đâu. Thợ đã đo cho tôi rồi, chắc là không may sai đâu. Không có được đâu anh Á Khôn à. Ngày quan trọng nhất của chúng ta cần phải sang chảnh và phải đẹp nhất chứ. Anh Á Khôn đi với em đi, đi với Sa Mỏn đi. Con chào dì Flum. À, chào con đội trưởng. Dạ. Con đưa Sa Mỏn đi thử đồ sao? Dạ phải đó mẹ à. Là hôn phu thì dĩ nhiên phải đi xem cùng với con chứ. Nhìn có đẹp không?
Đẹp quá con à. Con không nghĩ là mẹ lại đưa Múc Đa đi may đồ mới đi dự tiệc đó. Đẹp đúng không con? Mẹ đặt thợ may riêng cho Múc Đa đó. Dạ đẹp lắm. Con thấy rất đẹp. Tại sao với Sa Mẫn mẹ lại không hề quan tâm đưa con đi may đồ như vậy chứ? Vì con có hôn phu rồi nên mẹ không làm phiền con thêm nữa. Ai thích gì tự chọn thì tốt hơn đó con. Nếu như yêu nhau thì phải hiểu rõ nhau hơn mẹ chứ, phải không? Đúng không Múc Đa? Dạ. Nghe nói là hôm nay cô gái đẹp đưa anh đi thử lễ phục đính hôn có đúng không? Ôi trời ơi, em đúng là ganh tị với anh đó. Có người yêu vừa đẹp lại vừa xinh nữa. Ôi trời ơi, nếu em mà gặp được người như anh á thì cả đời em vô lo luôn. Nè, em cũng biết là tất cả vì công việc thôi. Em chỉ nói giỡn thôi mà. Mà nè, anh gọi em tới đây có việc gì hay không vậy? Anh nghĩ là hôm đính hôn những người làm việc ở lò mổ, đặc biệt là tên Àng và Hãng sẽ tới. Anh muốn em tìm một người đáng tin đi thám thính ở lò mổ một lần nữa. Không có vấn đề gì. Nhân tiện thì em muốn hỏi một chuyện được không? Tại sao anh lại tin rằng sẽ tìm được manh mối gì đó ở chỗ lò mổ hả anh? Anh có linh cảm như vậy. Tên khá nông này. Đâu rồi không biết. Sao lại để mình đợi chứ? Tên chết tiệt. Anh đừng có mơ là người như tôi lại đi tìm tới anh nha. Bởi vì tôi không phải là hàng thay thế đâu. Đa, quá ra là ở đây. Tôi còn nghĩ là cô đang ở dưới bếp nữa chứ. Có việc gì không vậy? Làm gì có chuyện gì. Thật ra là như vậy. Tôi muốn đến xem lễ phục của cô một chút. Hôm trước chưa được ngắm kỹ đó. Nhưng mà em đã nói với chị rồi mà, là chị không được tham gia dự tiệc. Múc Đa à. Nè, tại vì hôm trước tôi giận dỗi với ba cho nên là tôi mới nói chuyện như vậy với cô. Cô đừng có để bụng lời tôi nói nha. Tôi muốn cô giúp tôi đón khách đó. Cho tôi xem chiếc đầm của cô đi. Đi mà Múc Đa. Được thôi. Đợi một chút nha. Được. Thank you.
đây nè. Đầm đẹp thiệt đó, đúng là rất hợp với cô đó Múc Đa. Chiếc đầm này cô sẽ mặc trong buổi tiệc đính hôn của tôi có đúng hay không? Chị chỉ có chiếc đầm này thôi là dì và Lâm hào phóng may cho chị đó. Vậy thì hay lắm. Vậy là cô sẽ không có một chiếc đầm nào khác để mặc trong buổi tiệc của tôi. Sa Mỏn à, đừng mà. Sa Mỏn à, bỏ ra. Múc Đa à, nếu như cô thích chiếc đầm này như vậy thì nên nói với nhau một tiếng chứ phải không? Đừng có giằng xé như vậy mà, đừng có xé để bị rách như vậy chứ. Tại sao phải như vậy chứ? Tại sao em lại ghét chị như vậy? Ghét chứ. Tôi đã cảnh cáo cô, đừng có động vào anh Ác Khôn, hả? Chị không liên quan tới anh ta. Em ghen tôi tới điên khùng rồi hay sao hả? Bị điên sao? Được, vậy thì tôi sẽ điên hơn nữa cho cô coi. Sa Mỏn à, Sa Mỏn, tôi sẽ dừng lại đi. Sa Mỏn. Thì sao chứ, tôi đủ điên chưa hả? Hả? Tôi điên như vậy, Sa Mỏn à, cô đã hài lòng chưa? Dừng lại đi. Em có biết là em đang làm cái gì hay không vậy hả? Tôi biết chứ. Và tôi còn làm nhiều hơn như vậy nữa kìa. Nếu như cô còn dính dáng tay Nát Hôn thì cô hãy cẩn thận đi. Nè anh Nát Hôn à, anh đang tìm cái gì vậy? Ờ, không có gì đâu. Anh đang nhìn xung quanh. Buổi tiệc ngày hôm nay thật ấm cúng, anh rất thích nó. Bởi vì anh đã nói với Sa Mỏn rằng anh muốn có một buổi lễ riêng tư một chút và không cần quá nhiều nghi thức. Em sẽ làm tất cả những gì mà anh Nát Hôn thích. Nhưng mà lễ cưới thì anh Nát Hôn phải chiều theo ý của em đó, được không? Ờ, được rồi. Giờ lành cũng đã đến rồi. Hai đứa sẵn sàng chưa? Nhanh lên đi. Dạ sẵn sàng. Dạ sẵn sàng rồi. Sao cô Múc Đa vẫn chưa đi tắm gọi thay đồ chứ? Đi thôi, việc trong bếp cứ để Bunta và mọi người trông coi cho. Múc Đa không thích những buổi tiệc lớn có nhiều người, rất đông đúc. Thêm nữa, Múc Đa cũng lười trang điểm lắm. Ôi, là phụ nữ mà cô, lười như vậy sao được hả? Ừ, đi tắm đi thôi, mặt tái hết cả rồi kìa. Thiếu một mình Múc Đa thì họ sẽ vẫn tiến hành lễ đính hôn được mà. Cô mau mau đi tắm giùm cái đi, lát ông bà chủ tới thì cô sẽ bị la nữa đó. Hãy yêu thương và chiều chuộng Sa Mỏn, nhanh chóng trở thành con rể trong gia đình này nha, đội trưởng. Hãy yêu thương nhau thiệt nhiều. Mẹ chờ ngày hai đứa về chung một nhà. Hãy chăm sóc Sa Mỏn nha, đội trưởng. Dạ, dì Flum. Thank you.
cao nhẫn đi đội trưởng. Đội trưởng à, phải nhanh chóng tìm ngày tốt nhất để cưới, đừng có để Sa Mỏn phải đợi lâu đó. Tôi muốn đợi cho tới khi nào sẵn sàng hơn. Tôi không muốn để Sa Mỏn phải chịu vất vả nữa đâu. Có gì đâu mà vất vả, ba vợ đã sẵn sàng như vậy rồi. Đội trưởng không cần phải lo lắng gì thêm nữa đâu. Chỉ cần yêu Sa Mỏn là đủ rồi. Dạ con biết rồi. Anh muốn người mà anh yêu thương sẽ tự hào về anh, và tin rằng anh có thể chăm sóc tốt cho người đó. Sa Mỏn à, em chờ anh được mà, có đúng không? Tất nhiên rồi anh Á Con à, nhưng mà đừng để em đợi quá lâu đó được không? Tặng tôi cái khăn này là để cho tôi lau nước mắt của ngày hôm nay, có đúng hay không? Đồ độc ác. Phải, anh bị điên rồi. Đêm nay anh sẽ chờ em ở chỗ cũ. Anh là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi? Anh nói cho em biết, nếu như em không đến, em nghĩ coi liệu rằng cái tên đội trưởng đó có chấp nhận được rằng người vợ sắp cưới của mình đang ngủ với bao thằng đàn ông khác không? Bộ anh tưởng rằng ba mẹ của tôi sẽ ngồi yên để cho anh làm những chuyện như vậy hay sao? Và anh tưởng rằng ba của tôi sẽ dễ dàng để yên cho anh và con bồ nhí của anh sống một cách thoải mái như vậy hay sao hả? Anh cứ đợi đó mà coi. Đồ chim sẻ. Và anh cũng nên nhớ cho tôi một chuyện này. Anh đừng có mà ép buộc tôi. Một khi mà tôi đã không thích, cô cứ chờ mà xem. Đúng là chỉ mất công thôi, không tìm thấy dấu vết gì hết. Không biết là chúng nhốt cô em và ông Sa Nổng ở đâu.
Ờ, đây là... bông tai. Là của ai không biết. Của ai làm rớt ở đây vậy chứ? Ồ, xin chào Trung Quý. À, dạ. Anh vừa mới tới hả? Vừa lúc tôi có chuyện gấp cần giải quyết. Anh có thấy đội trưởng không? Đây rồi. Trung Quý. Anh Ác Khôn. Anh Ác Khôn à. Ừ. Đến rồi sao? Đội trưởng à, chúc mừng anh nha. Em thấy rất là vui khi thấy anh được hạnh phúc đó. Bây giờ cả đàn ông cái huyện này cũng đều ghen tị với anh vì đã đính hôn được với cô sa mỏn xinh đẹp. Nhưng mà... vậy thì có liên quan tới cậu hay không hả? Bây giờ em rất là đói bụng đó. Bụng sôi sùng sục luôn. Từ sáng tới giờ em chưa ăn được gì hết. Em thực sự rất là đói bụng luôn. Đói thì đi ăn thôi. Chúng ta đi ăn đi. Nhanh đi. Được rồi. Để bắt tay chúng cho tôi, xem chúng muốn làm gì. À, ngon thiệt. Cái tên ạn đó đang theo dõi chúng ta đó. Dạ. Em đi công chuyện dùm anh như thế nào rồi hả? Một núi giấy tờ luôn đó. Em đặt chỗ làm việc của anh rồi. Rồi vội vàng tới đây để tìm anh. Em đói bụng tới rung tay rung chân luôn. Ôi trời ơi, ngon thiệt. Đồ ăn ngon không luôn. Cho em ăn hết nha. Ăn đi. Ngon quá. Từ từ thôi. Ngon thiệt. Ma nói nhập hay sao vậy? Ăn nhiều vào một chút. Dạ đi. Dạ em biết rồi. Nè em cứ ăn đi. Ăn no vào. Anh cũng ăn hả? Mà ăn đi. Được rồi. Em ăn luôn phần của anh đi. Cái tên ạn đó có nhìn chúng ta hay không vậy? Hắn đã đi rồi. Anh Ác Khôn à. Em tìm thấy một chiếc bông tai ở lò mổ đó. Ngoài chiếc bông tai ra, em thấy ở trên đất có nhiều dấu vết rất là kỳ lạ. Em thấy chuyện này không hề đơn giản đâu nha. Vậy thì công việc giao cho cậu nha. Chả được. Anh không cần phải lo đâu. Em ăn xong rồi thế giờ là đồn cảnh sát để làm việc tiếp đây. Việc đang chất đóng thành núi, toàn việc gấp không đó. Có gì để anh sẽ điều tra. Anh Ác Khôn à, em cho rằng đêm nay đừng đi. Hôm nay chưa tiện đâu. Anh Ác Khôn à. Cái lão Rương này chắc là hắn đào hố ở đây chôn bò thôi. Nếu mà hắn giết cô em ở đây, chắc chắn là không giấu xác ở đây đâu. Nè, cậu nhặt được khuyên tai ở mỏm đất này đúng không? Dạ đúng vậy anh. Đào tiếp đi. Anh cho rằng xác cô em được chôn ở đây sao? Nhưng mà chúng ta đã có tiếng rồi. Chỉ thế toàn xương trâu xương bò thôi. Em nghĩ là xác cô em chắc chắn là không ở đây đâu. Cũng chưa chắc đâu. Anh nghĩ là có thể chúng chôn xương trâu xương bò lẫn lên xác của cô em đó. Nếu như có chó ở đâu đến ăn xác chết thì cũng không ai biết được là chúng giết người đâu. Trực giác của anh tin rằng xác của cô em ở quanh đây thôi. Tiếp tục đào đi. Dạ được. Ugh.
Sao mát? Sao mát? Dạ anh. Áo của người nào đó, có đúng không? Tìm tiếp đi, nhanh lên. Là khuyên tai phụ nữ. Đây chắc chắn là xác của em luôn đó. Có hy vọng rồi. Ông Trương, tiếng của ai vậy hả anh Trương? Gọi thất thanh giữa đêm khuya hả? Anh không biết, nhưng mà nghe rất quen. Anh Trương cẩn thận nha. Ông chủ Trương, Trung Quý, cậu tới đây có việc gì? Đang hôm khuya khoắt, tìm chồng tôi có việc gì? Chúng tôi phát hiện được xác người chôn trong khu vực lò mổ của ông. Vậy liên quan gì đến chồng tôi? Ông chủ Rương là chủ lò mổ, chúng tôi xin mời ông về để cung cấp lời khai. Tôi không thể cung cấp lời khai cho Trung Quý, bởi vì tôi không biết gì hết. Ông có biết hay không? Xin mời ông về đồn rồi nói chuyện. Nói chuyện như vậy coi chừng gặp rắc rối đó anh Trung Quý. Anh nên nhớ là ba của tôi là ba vợ của đội trưởng anh đó nha. Tôi cũng chỉ là làm theo nhiệm vụ mà thôi. Nhưng mà anh cũng phải cần tôn trọng ba của tôi chứ. Mời ông tới đồn cảnh sát để chứng minh là ông hoàn toàn trong sạch. Tôi không đi. Nếu ông không đi sẽ bị khép vào tội danh là không hợp tác với người thi hành nhiệm vụ. Cậu dám dọa cả tôi nữa hả? Công nhận là cậu cũng to gan thật đó. Nếu như ông không làm gì sai hết thì mời ông về đồn cảnh sát để chứng minh sự trong sạch. Tôi không đi. Mau bắt người. Dạ thưa sếp. Xin phép ông. Chuyện gì vậy? Ai chống lại người thi hành công vụ, bắt hết về đồn cho tôi. Có chuyện gì vậy hả? Anh Rương không làm gì sai hết, tại sao mọi người lại bắt anh ấy hả? Bà chủ làm ơn tránh đường. Bà chủ đừng khiến tôi phải khó xử, mà phải mạnh tay với bà. Không được, có ra sao, có ra sao tôi cũng không để các người bắt đi. Ừ, vào nhà đi Phlom. Nếu Trung Quý dùng quyền lực để bắt tôi, ép quá lại thành, chuyện bé sẽ ra to. Anh Rương đồng ý đến đồn cảnh sát sao? Xin mời. Anh Á Khôn, anh Á Khôn à, có chuyện lớn rồi. Anh Á Khôn. Sao bọn à, có chuyện gì vậy? Anh Á Khôn à, có chuyện lớn rồi. Trung Quý bắt ba của em về đồn cảnh sát rồi đó anh. Nhưng mà có chuyện gì chứ? Anh mau tới đó giúp ba của em đi được không? Em xin anh đó. Ông có nhận ra chiếc bông tai này không? Tôi không biết.
ngoài những người của ông ra thì còn người nào khác đi vào lò mổ của ông hay không? Đâu phải lúc nào tôi cũng có mặt ở đó, làm sao tôi biết được chứ? Ông có biết cô gái nào tên là cô em hay không? Tôi hỏi lại ông một lần nữa, ông có biết người nào tên là em không? Em nào? Trên đời này thiếu gì người tên em. Là em, con gái ông Cam Năng Thiên. Biết, cô ấy là chủ cũ của tôi. Trung Quý, mau thả chú Trương ra liền đi. Theo những gì điều tra được, có thể thấy ông Trương là một trong những nghi phạm trong vụ án lần này. Chỉ với một đôi bông tai thì không thể nào kết luận được chú Trương là nghi can của vụ án. Không phải là chỉ có đôi bông tai thôi đâu. Em đưa ra giải thích như vậy là căn cứ vào bản tường trình mà cô em đã trình báo với cảnh sát. Cô ấy đã đưa đơn kiện ông Trương về tội giết Cam Đăng Riêng, chính là ba cô ấy. Cô em đã báo cảnh sát hả? Đúng như vậy. Nhưng con không tin tưởng lời nói của cô em, nên không muốn điều tra vụ việc bản tường trình đó. Nhưng mà em không chỉ có bản tường trình không đâu. Còn buộc tội tôi giết cô em còn chưa đủ, giờ còn buộc tội tôi giết thằng Chọc nữa là sao? Liệu có phải như vậy không? Em làm tất cả mọi thứ vì công lý, dù cũng phải đánh đổi tính mạng của em, em cũng chấp nhận. Đây là triệu chứng của người có thai đó. Có thai? Mày còn đi quyến rũ anh ấy nữa hả? Nè thằng khốn, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày.